Thưa quý vị và các bạn, trong 3 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố Kon Tum đã xảy ra 2 vụ đuối nước làm 3 trẻ em thiệt mạng. Đây là nỗi đau, sự quan tâm lo lắng không chỉ riêng của các gia đình mà còn của cả xã hội. Để phòng tránh hạn chế tối đa hậu quả do đuối nước gây ra, thành phố đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp thiết thực nhằm nâng cao ý thức cho các gia đình trong việc phòng tránh đuối nước đối với trẻ em. Vụ việc đuối nước gần đây nhất xảy ra tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum. Khi hai em theo phụ mẹ đi bắt hến tại đập Đắc Yên thuộc thôn 2, xã Hòa Bình. Trong lúc bắt hến, hai em bị trượt chân ngã xuống khu vực hố nước sâu và bị đuối nước. Vụ việc là hồi chuông cảnh báo cấp bậc cha mẹ cần giám sát con trẻ nhiều hơn. Thời gian qua là khu vực đập Đắc Yên cũng đã xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước. Mà cụ thể gần đây nhất là cách đây cỡ 5 hôm, có hai cháu nhỏ, hai chị em cũng vô tình theo ba mẹ vô trong đập đây rồi, thì hai cháu nó cũng bị đuối nước. Sau cái sự việc đuối nước này thì không phải riêng bản thân tôi mà tôi cũng mong muốn tất cả các chi hội trong của các tổ dân phố là cũng có những cái cuộc họp để thông báo cho bà con, để cảnh báo dân mình có những cái cảnh giác trong cái vụ trong nhất là trong những cái tháng hè đây. Nhận thấy khu vực đập Đắc Yên, diện tích rộng, nước lớn, lại có những hố nước sâu rất nguy hiểm cho trẻ em tới tắm hoặc dạo chơi, chính quyền địa phương luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố, gắn biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời thường xuyên tuyên truyền đến các khu dân cư, các bậc phụ huynh, tăng cường quản lý trẻ, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước cho trẻ em. Qua cái vụ việc đáng tiếc xảy ra với lại trường hợp hai em bị đuối nước á, thường xuyên để mà nhắc nhở các bậc phụ huynh quản lý tốt con em mình, không nên để cho các cháu là tự ý đi vào những cái khu vực là đập nguy hiểm, cũng cho tất cả các khu dân cư là rà soát lại hết các cái vị trí mà các cái hồ nước rồi các cái hố đào để mà phục vụ cho cái hoạt động của gia đình á, làm các cái biện pháp an toàn nhất. Làm chúng tôi cũng sẽ yêu cầu ban quản lý các hồ đập thủy lợi là phải thường xuyên để mà lưu tới rồi nắm chắc cái tình hình, đảm bảo an toàn hồ đập cũng như là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và các em. Là địa phương có nhiều suối chảy qua, vào thời điểm nắng nóng và dịp nghỉ hè, trẻ em trên địa bàn xã Ngọc Bay thường xuyên ra suối để tắm. Đây là nguyên nhân dẫn đến các vụ đuối nước trẻ em trong những năm trước đây. Để nâng cao nhận thức cho người dân, nhất là cấp bậc phụ huynh và trẻ em độ tuổi từ 6 đến 15, cùng với việc đặt cấp biển cảnh báo tại khu vực suối có độ dốc, rộng, sâu, chính quyền xã còn triển khai cho các thôn làng tuyên truyền cho bà con không cho trẻ đi tắm suối. Khi đi lên dãy, cần có sự quản lý giám sát của người lớn, đồng thời các trường học hướng dẫn cho học sinh kỹ năng bơi lội. Tổ chức rà soát các cái điểm, các khu vực mà ở sông suối ao hồ có nguy cơ mà xảy ra tai nạn đuối nước, và cũng đã tổ chức cấm các cái biển phòng chống tai nạn đuối nước tại những cái điểm đó để cho người dân và các em về biết. Thì cũng còn một số em thì chung là trong cái thời điểm bố mẹ đi làm không có ở nhà hoặc là không có người thân để họ trông, thì các em cũng tự ý ra tắm sông suối. Để phòng tránh tai nạn đuối nước có thể xảy ra và hạn chế tử vong, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, các tổ chức xã hội, đoàn thể, gia đình và nhà trường nhằm xây dựng môi trường an toàn cho trẻ. Đặc biệt, đối với cấp bậc phụ huynh nên quan tâm giám sát, quản lý, chăm sóc con em mình, chủ động phòng ngừa nguy cơ tai nạn đuối nước có thể xảy ra.